Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. Lần này thì Khả sẽ làm tiếp tục video huấn binh mà cái cây vũ khí bằng sắt nổ công 200 đỡ về cái kiếm đỡ mang cho nó đẹp nha anh em ơi. Tại vì anh em ơi thì thích mang cái kiếm đỡ có thể đánh hai đường cho nó vui nè. Đó. Nên là cũng chịu khó tốn ít tiền huấn binh cho vui. Bây giờ thì Khả cũng đã chuẩn bị được ít thủy tinh nè. Đó. Khả có thủy tinh hết hàng trước, Khả huấn trước. 18. Khả sẽ huấn hai viên này trước. Ba viên này. Hai viên này. Rồi. Rồi, vô. Tôi gọi là biết tiền vàng nè, biết tiền vàng nè. Chỉnh cái âm tôi là biết tiền vàng. Rồi, ok. Đổi tam sức thật. Đúng không? Ấy, nhưng này 18 cũng chưa ra nè. 15 này. Rồi. Bỏ hết qua thì nó ra cái gì nhỉ nè. Cố gắng ra giùm cây kiếm giùm em đi anh ơi. Đỡ phải tốn tiền bữa hóng chính phát rồi Nam. Bữa hóng chính phát là ít có ức hiếp gì nữa người anh Nam. Bữa hóng chính phát là ít có ức hiếp gì nữa người Nam. Cái kiếm này rất dở ra luôn nè. Hôm trước hóng chơi chơi mà cũng ra kiếm luôn vãi chướng thiệt. Mà bữa giờ hóng hoài không ra mới cây giái thiệt sự. Ui da, 50 vạn hả? Canh thiệt anh em. Rồi. Đủ xanh mới phát một ba tiền vàng, thiếu tiền vàng à. Rồi, vô. Làm cái kiếm coi. Làm kiếm đỡ tốn tiền đây. Rồi, let's go. Dùng gì hóng ỉa chưa về được đào à? Ừ, bữa nay thì Khải hóng quá trời đó. Ra đào này nọ cắt kiếm nè. Kiếm ai? Rồi, máy ô, xem được máy ô. Xem được máy ô. Xem được máy ô. Rồi, một ô. Đúng rồi, một ô. Trời, tiêu. À, thiệt sự luôn. Đặt tiêu này. Đầu đầu thiệt. Tiêu. Rồi đặt tiêu nè. Một ô sáng thơm rồi. Theo phát thứ 11. Thôi xong. Trời ơi sao chặt hoài vậy trời. Má một lần hót một lần tốn kém mà thiệt sự luôn. Khó vãi chướng luôn nè. Thôi đỡ đợi mua thêm vài thiên thị tinh nữa mày. Vãi thiệt. Biết quá. Rồi làm thêm vài viên lam nữa đi tiếp tục nè mày. Còn 4 viên thôi em ơi. Ok anh ơi. Chấp nhận. Còn 4 viên thôi thì vì okay. Có 2 viên quá. 4 viên đi em 4 viên. Má cái hôn bên này phá cái đầu siêu lên tới giờ. Ừ. Anh nói tỉ tỉ không ăn xài, xài mấy viên kia không. Hồi lập bắt đến giờ hai chưa đi tỉ tỉ lần nào. Đừng mong mà hướng đó chuẩn rồi tại nữa. Bán con dây chuyền thủy nó bán như cả tháng nó chưa bán được. Còn chuyền cái tháng 15. Cái khoảng 1 á. Mày xin phòng. Trong cái chuyện bán 20 kim. Ủa, mấy cậu thấy mọi người. Chạy đây nè, nơi chạy vô nhà. Tắt ngay, đứng ngay, đứng được ngay, tắt cao tôn. Kỳ mẹ. Rồi, một ô. Mà biết bao nhiêu con rồng mới chết nha. Rồi, kiếm rồi, kiếm rồi. À, hay quá. Đó, vậy nó phải dậy chứ nè. Ok, anh Tùng ơi. Phát sáng nha, anh Tùng ơi, phát sáng luôn nha. Tùng ơi. Kiếm chưa? Kiếm rồi, phát sáng nha. Ok. Đó, rồi, tí nữa em tiền dạng phát sáng dưới cái kim phát sáng rồi. Bên này phát sáng. Bên này em vừa mua 5 cục phát sáng rồi, em có sẵn 5 cục phát sáng rồi. Đó, nó phải dậy chứ nào. Đó, chuẩn bị phát sáng luôn, tiếp tục. Kiếm phát sáng nhìn cặp. Kiếm phát sáng đẹp mà. Chui vô. Rồi, kiếm phát sáng thì vẫn là 3 viên thủy tinh, 1 bộ phát sáng, rồi 3 ca su, 1 ca dạng đó. Kiếm đa số ra xanh lam nhiều đúng không? Nói chung là nó ra cái màu mà xanh nó là nó mới đẹp. Cái kiếm nó mà ra á. Ví dụ nó ra theo hệ thì hay hơn ha. Thằng này dở quá. À. Ví dụ hệ thủy ra màu xanh này kim nó màu vàng kia đó. Em nhiều. Rồi ngoài, hiện tại cái cục phát sáng em đỡ đâu nữa đâu. Đây. Ôi sao đủ phát sáng mình nhiều dữ. Bữa mình mua cái 5 cục mà. Thôi xong rồi. Ủa vậy mình phát sáng không mình phát binh nếu ta xin gì không Khải? Không, hóng binh là mất em ơi. Hóng là mất. Cứ hóng là nó mất hiệu ứng phát sáng.
nên là đã xác định chơi cái nào thì mới phát sáng cái đó. Vậy sao đít đạt rồi? Được luôn. Đít đạt á, do số em nhỏ rồi. À, còn 6 phút nữa, còn tới 1k điểm đánh bầu đủ không vậy? Rồi, anh Tèo. Anh Tùng đâu rồi, em sang bên nhà anh đây. Anh còn sống không? Anh đã chỉ được 14. Chết, này đã. Rồi. Ok. 1-6-1-9-6 nhờ. Tí ra 1-9-6-1-9-6 ở ngay cổng này. Đêm rồi. Em lấy nhiên liệu ép luôn nha anh Tùng, tí anh Tùng đưa em sau nha, ép luôn nha. Anh Tùng ơi. Ê. Ý là ê, em lấy xu của em bên này em ép luôn cho này. Tí nữa giao dịch lại sau. Được không? Chứ khỏi mấy công. Không. Anh đã biết xu đấy. Không, xu em còn, xu này em còn. Xu này em còn. Nghe bà hậu cứ đánh cứ, mình. Cứ em lấy bên này em ép hết cho. Từ từ tính. Đã trốn để gặp anh Tùng rồi. Rồi. Kiểu thơm mà. Ra giết anh đi, đại tướng mà giết anh. Đây rồi, sâu rồi nè. Đâu. Lương đỡ nó ghiền nè. Ngay cổng nhà anh nè. Rồi, tháo cái mặt nạ quỷ này ra đây. Đỡ tí nữa mang cái kiếm thử hồi màu gì vậy nè. Giờ anh Tùng 1-9-6. Anh Tùng thích phát sáng màu gì? Anh Tùng ơi, nó kìa. Anh Tùng ơi, thích phát sáng màu gì? Tắt tăng máu đi, tắt đầu tôi đi. Thích là chuyện của anh mà đầu nó ra màu gì khác là không chuyện của người ta. Đúng rồi. Đứng núi ra một tí. Nói chung là phát sáng kiếm màu gì cũng đẹp đó. Thiệt sự là kiếm màu gì cũng đẹp. Nó đẹp rất là thế. Màu gì cũng đẹp. Một phát nữa lên đại tướng. Phát sáng rồi. Nè. 3.000 xu với 1k vàng. Cậu ba làm gì đấy? Hôm nay còn. Đứng. Mày cho tao giết đi. Tao gần 5.000 rồi. Đủ thế không nói sớm. Đúng rồi, mày lên đại tướng tao cần 5.000. Mày lên đại tướng tao được 5.000. Phát sáng luôn nha anh em. Anh em dự đoán cho vui là... anh em dự đoán cho vui thì mấy gì anh em em đi em màu đỏ anh Dương màu đỏ mình thì thích màu xanh da trời anh em, màu xanh da trời là màu xanh dương đó, màu lam, màu đúng rồi, màu xanh dương á, cái kiếm màu xanh dương nó mới đẹp dương đó. Ừ. Màu xanh dương nó đẹp cuối tuần ơi, chút cuối tuần ơi anh Tùng, mình chém nó có hiệu ứng đẹp không, con cái nào cũng có hiệu ứng đó, cái nào cũng có hiệu ứng đó, nhưng mà chủ yếu mình thích màu gì thôi, cái màu xanh hiệu ứng đẹp lắm. Rồi vô ta muốn phát sáng vũ khí này anh em. Đó. Em ăn anh em đi đại tướng nhiều gần 5.000 mấy bao giờ rồi được 1.000 vàng 1 lục 1 lam 5 đã phát sáng 3.000 xu 1.000 vàng đủ ngoài nó 10 kim 11 kim ừ tầm đó nói chung tầm này đã phát sáng rẻ rồi nên là cũng tầm 7 kim thôi. Đủ mà mai mốt có công thành rồi này nọ rồi đã phát sáng lại rẻ như cho rồi mấy mới rẻ như cho là sao Evan nó mới rẻ chứ Evan nó mới rẻ dạ. Màu xanh, mặc định là màu xanh lam rồi. Để theo kiểu đó nha, để phong thủy. Không cần xếp. Ủa, nhưng làm nhớ là bỏ vũ khí vô cho không ta? Lâu quá không phát sáng không nhớ nè mày. Em nhớ bỏ vũ khí vô để nguyên liệu ngoài hay sao chứ. Rồi bỏ vũ khí vô chứ. Anh không nhớ. Mấy ngoài đang nó có hàng. Đẹp không, đẹp không? Đó, phát sáng thì anh em. Rồi, màu gì, màu gì? Anh em dự đoán màu gì? Xanh lam chứ màu gì nữa. Màu gì đây? Số lam cho nó chỉ có TT là được. Rồi, màu tím luôn, tím xanh luôn cũng đẹp nè mà. Được, đó. Đó, màu này nè, đó. Trời ơi, đang nói màu này, em này mình tưởng là màu xanh, anh là màu tím nè, tím xanh. Đấy, màu này đẹp nè. Đó. Màu này đẹp nè. Đó, úi trời ơi. Đẹp không anh Tùng? Đó, màu này là tuyệt vời luôn nè. Vừa tím vừa xanh. Trời ơi, gọi là quýnh tay thằng nó hiểu. Ôi, cái kiếm nó đẹp dữ người ta. Mấy anh võ đan bót đẹp, kinh đẹp. Đẹp không em? Quá đẹp. Nữ vương Nơ một server Lâm đâu phát sáng màu này quá đẹp nè mày. Xanh tím Nơ một ba Tèo được nhiêu điểm rồi? Em còn 700 nữa. Rồi mình sao mình nhấn ship nó không đánh ta? Không đủ rồi, chỗ nào không đủ. Bây giờ vậy bây giờ. Cậu ba bao nhiêu điểm rồi? Còn có 600 điểm nè. Đợi đưa qua con nhà 10 em, nữa cầm. Em bên nhà nè, em chạy qua bên nhà cậu rồi nè, đợi đi. Bên nào? 3 giờ. Bên nhà cậu giờ. Á. 3 giờ 9 giờ. Trong nhà cậu ba luôn. Chạy ra 3 giờ đi. Rồi anh Tùng đừng giết em. Để gì cậu ba giết. Quá đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đến luôn nha anh em ơi, con cây kiếm này đến luôn. Dẹp ơi, bỏng. Nào giết chết mất tiêu rồi. Chú Bích Đăng còn kiếm thêm nữa trời. Chú Bích Đăng cho giết đi chú Bích Đăng.
nhanh nhanh cậu ba ơi. Ở đâu em ở đâu? Em qua nhà chạy qua nè, 3 giờ đi 3 giờ. À không kịp, còn 300 điểm nữa. À chị mấy người ơi, điểm nữa em phó tướng với cái lụm mà đại đi. Chị mấy người 3 giờ nha. Đi giờ. Ừ, đại đi nhanh lên chạy ơi. Đâu? Đâu? Chưa, em đang chạy vô nè, cậu ba chạy ra đi. Đâu? Nè 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 nè. Vô lụm liền. Đây nè, chạy xích ra đây. Rồi, rồi, ứng con báo. Anh Tùng. Ừ, đúng rồi. Đúng. Trời, em vừa xong luôn. Rồi, chuyển mặt thịt Nga My. Đó. Chuyển mặt Nga My cầm rồi nè em ơi. Rồi, thịt cầm đẹp không? Chuyển mặt 300 điểm. Đính cây kiếm rồi luôn. Đính cây kiếm rồi luôn. Cái gì, thằng gió này không được. Không cho anh giết. Đó, quá đẹp. Nhưng mốt mình gặp đó là anh giết nó luôn. Ủa, lúc vừa giết rồi anh đi. Kêu tới xin mạng nữa mà nó không chịu. Không nghe thấy. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào rồi em ơi. À, giật ải vô chậm rồi nên không có ấy được. Ừ, kiếm quá đẹp ấy. Quá đẹp luôn. Kiếm đẹp đẹp trai luôn. Đẹp anh ơi, đẹp quá đẹp. À, tím xanh màu da trời anh ơi. Quá đẹp. Theo ý mình đang cần. Ờ, sao hữu mấy chừng nào đi phong độ bữa nay phong độ. Tím mộng mơ. Tím trời, xanh, tím xanh, cái này là tím xanh. Em ngày nào em trả đi. Mà đi lúc 12 giờ hay gì? Rồi đi Gia Tảo nè. Anh Tùng xem live nè. Gia Tảo 1 giờ đi đi anh ơi. Rồi xem live đi. Kiểu kiếm khá đẹp luôn. Quá đẹp. Tầm này nó rẻ. Hôm trước em ép cái đao nó tới 11 kim lận. Tầm này thì có tính ra 5 cục đá bóng sáng có 2 kim hơn. Lại 3 cây su là 5 kim. Những cái dạng khoảng 7 kim là, 7 kim là hợp lý. Ủa này sao giám định nó đéo cho nó trời. Qua ngày mà không có đem tiền. Sao con thiếu lắm lại được cầm được kiếm? Ừ thì cầm được chứ, cầm được chơi. Yeah. Cầm được nhưng mà đánh không được. Ai mà không đánh được anh? Không đánh được. Để cho anh em xem. Sao chém rồi? Cho anh em xem cái kiếm anh em đây. Đẹp. Cầm thôi không đánh được, còn cái kiếm này mới đánh được nữa. Tung style. À, tí nữa mới đánh boss anh ơi, bây giờ Gia Tảo đang em ơi. À, Khải Gia Tảo xong đánh boss nha em. Khải Gia Tảo nha. Đẹp quá, kiếm này quá đẹp. Nãy đang suy nghĩ là ra cái kiếm như thế này em, nó có 3 khắc anh em, nhìn khá đẹp. Có 3 khắc kiểu to nhỏ lớn gì đó nè, nhìn thấy nó đẹp. Đó, anh em thấy không? Đó, đứng kiểu này 3 khắc đẹp không? Cái chỗ mở khóa ở trong cái rương của mình có hủy cái đó được không ta? Được chứ, mà rương hủy được chứ. Hủy kiểu gì đâu? Nhấn vô rương, nhấn vào chữ mật mã rồi nhập mật khẩu đó vô là nó hủy rương, không khó rương nữa. Đẹp quá đẹp này bạn, này đánh quá đẹp. Thì đây chỉ đang ra tìm được cuốn bí kíp nữa xong. Rồi Gia Tảo này bạn, Gia Tảo cái này làm chuyện khác tiếp theo. Đến rồi cho chắc mấy cái hàng mắt này đến rồi. Gia Tảo đêm khuya. Trước đỡ bên Thiếu Lâm là không cần đến. Rồi tính ra hoán 11 lần nữa nè. 11 lần đâu? Đúng rồi. Ê, 12 lần chứ. 12 lần lên được cái kiếm. Ui. Thốn. Thốn vài chương. Ôi. Rồi ok. Bỏ những cái hộp. Anh em lưu ý anh em đi hoạt động có hộp quà cái có cái rương hộp quà hoạt động anh em cố gắng bỏ năm dạng cắn đi anh em ơi. Rồi để làm gì? Có năm cái cá nhân anh em bán lại cho Khải này, không có lỗ đâu. Xong rồi anh em lấy bàn hỏi anh em nộp, anh em lấy kinh nghiệm đó. Chứ đừng không đi bán thì ra ngồi nó phí nữa. Khải cái mấy cái này anh bớt đồ là cái đổi dành khánh hết. Anh em nào không? Rồi ok anh em ơi, và cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha anh em ơi. Và ad này thì nói chung thì cố gắng đăng lên cũng biết kiếp nữa là ok anh em ơi. Ừ đúng rồi, anh đang định mua kiếp chuyển qua trưởng em ơi. Bên này 2:30 rồi, đánh sớm đi mang làm. Ok anh ơi, bây giờ thì em đi làm Gia Tảo rồi, đánh bớt cho anh em xem nha. Anh em xem video lần hóng bên lần này thì đừng quên đỡ lại cho em một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một buổi xem đêm vui vẻ, mà đừng quên like, chia sẻ mạnh ủng hộ nhé.